Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VV Channel. Và vào ngày hôm qua thì BGMO đã có một thông báo ở trên Twitter rằng BGMO sẽ bắt đầu quá trình manage trao đổi trong 2 tuần tới. Và đây là một tin vui cho toàn bộ cộng đồng B Network. Và cụ thể thì thông tin này cũng được fanpage BGMO Việt Nam thông báo chi tiết hơn. Và trước tiên chúng ta hãy cùng xem nội dung mà BGMO Việt Nam muốn chia sẻ là gì nha. Thông báo: xin chào các nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành giao dịch thử nghiệm quy mô nhỏ trên nền tảng Manet BGMO từ ngày 25 tháng 8 trong thời gian là 2 tuần. Người bán trong giao dịch thử nghiệm sẽ trở thành nhóm người đầu tiên trên nền tảng mạng chính của chúng tôi. Và đây sẽ là một cột mốc quan trọng của BGMO và là thời khắc lịch sử cho những người tiên phong của B-Network. Trung tâm điều hành khu vực sẽ cần trợ giúp những việc sau trong giai đoạn chuẩn bị. Một là để đảm bảo tính xác thực của các thương gia. Hai là hình ảnh hạng mục thiết kế hiển thị trên trang chủ BGMO. Ba là phối hợp với người bán để phát hành sản phẩm của họ trên BGMO. Và bốn là bao gồm nhưng không giới hạn các mục trên. Sẽ là tốt nếu các thương nhân đã vượt qua KYC. Không phải nó là một yêu cầu cần thiết. Tuy nhiên, chỉ những người bán đã KYC có ví Manet mới có thể rút bi của họ từ BGMO. Chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc các quốc gia để bắt đầu giao dịch thử nghiệm trên quy mô nhỏ trên nền tảng Manet BGMO. Vì vậy, các nhà lãnh đạo quan tâm đến việc hướng dẫn cộng đồng giao dịch Manet có thể đăng ký trong thông báo sau. Các nhà lãnh đạo có thể giao tiếp và quyết định đơn hàng quốc gia cho giao dịch thí điểm là gì, bao gồm có tuần 1, tuần 2, tuần 3 và tuần 4, và các quốc gia khu vực khác trong hàng đợi. Bạn là nhà bán lẻ, chuỗi cung ứng hay có sản phẩm dịch vụ muốn trao đổi lấy bi cũng có thể góp phần cho hệ sinh thái của B-Network. Hãy đăng ký bên form dưới để được hỗ trợ. Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm của BGMO bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 là họ sẽ bắt đầu tung ra những sản phẩm đầu tiên. Và hiện tại những bạn nào là những nhà cung cấp, những nhà bán hàng có hàng hóa và dịch vụ muốn đổi lấy bi thì có thể đăng ký thông qua BGMO giống như một nền tảng trung gian để giúp các bạn đưa hàng hóa mình lên để có thể tiếp cận nhiều hơn. Bạn sẽ được giao dịch thật luôn nha. Và những chủ shop này họ sẽ gửi hàng cho các bạn thật chứ không còn là test như ngày xưa nữa. Như vậy là BGMO đã chuẩn bị sẵn sàng có những sản phẩm đầu tiên được chân lên kệ của mình. Và các bạn có thể vào đây và mua bán sản phẩm. Các bạn hãy chờ đến ngày 25 tháng 8. Và nhiều bạn cũng chia sẻ với mình là chắc là phải đợi BGMO lên để họ tung những sản phẩm ra và mới dám mua bán, bởi vì BGMO hay là những doanh nghiệp ở nước ngoài họ mới chấp nhận thanh toán bi với giá cao, và lúc đó thì nhiều buyer mới sẵn sàng mua. Tuy nhiên thì hiện tại thì bạn sẽ mua hàng trên BGMO với các buyer Việt Nam, có nghĩa là chỉ vận chuyển ở trong khu vực Việt Nam mà thôi, chứ chưa có việc mua bán ở bên ngoài các quốc gia khác. Nếu có thì chắc là những điều này là do các bạn tự thỏa thuận. Còn lại thì mua trên BGMO thì các bạn sẽ đặt tại quốc gia mà mình đang sinh sống. Tuy nhiên mình cũng muốn nhắc một điều là không phải cộng đồng B-Network Việt Nam ta chỉ có những cái hệ sinh thái chấp nhận bi với giá thấp không đâu. Vẫn có những chủ cửa hàng hay là doanh nghiệp họ chấp nhận bi với giá rất là cao. Thậm chí có 314.000 đô cũng có, 6.700 đô cũng có, 1.000 đô cũng có. Thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều những chủ cửa hàng họ chỉ đăng tin lên để PR cho cái cửa hàng của họ chứ không chấp nhận thanh toán bằng bi thật sự. Nên mình cũng phải mất một thời gian để có thể biết được những cái shop nào họ uy tín, họ chấp nhận thanh toán bi với giá cao thật sự. Có nghĩa là họ gửi hàng của họ đi với mức đồng thuận giá cao chứ không phải là chỉ nói miệng hay là PR hình ảnh. Và đây là những cửa hàng thật sự chấp nhận thanh toán bi tại Việt Nam. Tại chính Việt Nam ta cũng đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cho người dùng. Và nó không chỉ riêng là riêng sản phẩm đâu, mà kể cả dịch vụ cũng có nữa. Như các bạn biết thì như khách sạn King Play đã rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây. Họ đã ra một cái thông báo là King Place Hotel và Spa đã đồng thuận B-Network với mức giá quy đổi là 314.000 đô la cho một bi. Và nó được áp dụng từ 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8 đến 4 giờ chiều ngày 10 tháng 8. Và mặc dù nó qua rồi nhưng mà trước đó mình cũng có chia sẻ trong video livestream của mình là những bạn nào hiện tại đang ở Hà Nội và có thể thì hãy trải nghiệm. Họ cũng có để địa chỉ ra King Place ở 45 Hàng Bông, Hoàn Kiếm và Hà Nội. Giá quy đổi là một bi bằng 314.000 đô la. Mỗi buyer sẽ được đặt một phòng trên một đêm này. Giá một phòng deluxe là 0,000136 bi. Các bạn có thể thấy đây là những tiên phong đã chấp nhận thanh toán bằng bi với mức giá rất rất là cao. Và mặc dù thì hôm nay đã kết thúc thời gian đồng thuận, nhưng trước đó thì King Place cũng đã có những cái đồng thuận
có ưu đãi cho anh em Bioner với mức giá ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ưu đãi từ đến ngày 15 tháng 8 là 0.5 bi với 290.000, hoặc là từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 2022 với mức giá là 0.5 bi và 390.000. Và đã có những giao dịch cũng như là đã có Bioner đến và trải nghiệm Kingplace và có chia sẻ hình lên cộng đồng Bioner World Việt Nam ở đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì nhiều bạn cũng có thắc mắc là 390.000 cũng có thể thuê một phòng. Dành cho bạn nào không biết thì tính theo phòng của khách sạn ở trong phố cổ này thì nó phải rơi vào khoảng 1.2 triệu chứ 1.8 triệu một phòng. Cho nên là họ đã chấp nhận thanh toán là khoảng gần 1 triệu cho 0.5 bi đó. Còn lại các bạn chỉ trả khoảng 390.000 hoặc là 290.000 mà thôi. Tất cả những mức đồng thuận này đều có mốc thời gian và có nhiều mức đó đã hết hạn nhưng vẫn có mốc thời gian là từ 16 tháng 8 đến 30 tháng 9 với 0.5 bi và 390.000 dành cho những bạn nào muốn thử trải nghiệm ở khách sạn hoặc là tiền thể đi công tác hoặc là đi chơi ở Hà Nội thì bạn có thể liên hệ với Kingplace Hotel và Spa để trải nghiệm thử. Hoặc là ở Đà Nẵng thì cũng có một tiệm cà phê đồng thuận từ ngày 10 tháng 8 cho những anh em nào đã được chuyển bi qua ví đồng thuận với mức giá rất là cao. Một ly cà phê đen chỉ là 0.005689 bi trên một ly. Còn cà phê sữa là 0.067899 trên một bi. Bạc xỉu là 0.078999 bi trên một ly. Còn các đồ uống khác là 0.006799 trên một ly. Đó, các bạn có thể thấy là một bi của các bạn có thể uống được biết bao nhiêu ly cà phê và đồ uống ở đây. Và đây một mức đồng thuận cũng rất là cao trên Việt Nam của chúng ta. Cũng đã có những cái Bioner đã trải nghiệm chụp hình lại chia sẻ cho mọi người và cũng có địa chỉ ở đây. Hoặc là một nơi khác là shop Sakura cũng đồng thuận thuốc nhỏ mắt với mức giá là 0.001 bi trên một lọ với mức giá đồng thuận là 6.700 đô, cũng góp phần và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngày càng phát triển. Và rất là nhiều bao đặt hàng ở trên này chia sẻ hình ảnh lên cho cộng đồng. Vì vậy mà Việt Nam chúng ta cũng có những nơi họ đồng thuận với mức giá rất cao và đây là những shop uy tín và họ đã có những hình ảnh minh chứng, có những người dùng đã trải nghiệm và họ chia sẻ lên để cho thấy được cộng đồng Bioner World Việt Nam chúng ta cũng có những doanh nghiệp bắt đầu chấp nhận thanh toán bi với mức giá rất cao, giúp cho hệ sinh thái của bi phát triển. Chứ không phải là Việt Nam chúng ta chỉ đồng thuận với giá thấp. Và đó là toàn bộ thông tin của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.